Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trump đổi chiến thuật để lật ngược thế cờ trước bà Harris. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách thu hút lại sự chú ý trong bối cảnh ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris ngày càng trở nên nổi bật trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo các nguồn tin thân cận vào cuối tuần qua, thay vì tập trung vào việc công kích đối thủ, ông Trump dự định sẽ tăng cường chiến dịch vận động tranh cử tại các bang quan trọng trong thời gian tới. Đây là một phần trong chiến lược của ông Trump nhằm thu hút lại sự chú ý sau khi chiến dịch tranh cử của ông dường như đã bị lu mờ trước sức hút ngày càng tăng của bà Harris. Một cố vấn chiến dịch của ông Trump tiết lộ rằng lịch trình vận động sắp tới sẽ được điều chỉnh đáng kể. Dự kiến từ nay đến cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, ông Trump sẽ tổ chức nhiều buổi vận động hàng tuần, thậm chí có thể hàng ngày. Sau thành công của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, ông Trump xác định giai đoạn này là cuộc đua nước rút đến tháng 11. Ông sẽ tập trung vào các bang quan trọng có bỏ phiếu sớm như North Carolina và Pennsylvania, cũng như các bang thiên về một đảng như Minnesota và Florida. Chiến dịch của ông cũng có kế hoạch đẩy mạnh hoạt động của các nhóm vận động tại các bang này. Ngoài các cuộc vận động lớn, ông Trump còn dự định tổ chức những sự kiện nhỏ, riêng tư hơn để làm rõ chính sách của mình. Một cố vấn tiết lộ rằng cựu tổng thống đang thảo luận các chính sách với các nhà lập pháp đảng Cộng hòa, các chuyên gia và đồng minh để nghiên cứu đối thủ và điều chỉnh thông điệp tranh cử cho phù hợp với bối cảnh mới. Trước cuộc tranh luận với bà Harris vào tháng 9 tới đây, ví dụ, cựu hạ nghị sĩ Hawaii Tulsi Gabbard đã hợp tác với ông Trump để giúp ông nắm rõ phong cách tranh luận của bà Harris. Ông Gabbard là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ năm 2020, đã tham gia tranh luận trực tiếp với bà Harris và được các cố vấn của ông Trump cho rằng ông đã làm giảm cơ hội đề cử của bà lúc đó. Trước đây, ông Trump từng không ưa việc chuẩn bị cho các cuộc tranh luận truyền thống, cho rằng ông không cần phải chuẩn bị. Tuy nhiên, những thay đổi trong chiến lược của ông hiện nay phản ánh lời khuyên từ các đồng minh thân cận rằng ông nên tập trung vào chính sách thay vì công kích cá nhân và cần xuất hiện thường xuyên hơn trước cử tri. Đây có thể là một phần trong nỗ lực của ông Trump nhằm thay đổi cục diện khi bà Harris, dù mới gia nhập đường đua, đã có những bước tiến đáng kể và dẫn trước ông Trump trong hầu hết các cuộc thăm dò tại các bang quan trọng. Tuy nhiên, hiệu quả chiến lược này vẫn chưa rõ ràng vì ông Trump vốn nổi tiếng khó đoán và không dễ bị kiểm soát. Bà Harris lập kỷ lục gây quỹ tranh cử Tổng thống Mỹ. Ngày 25 tháng 8, đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên đại diện đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, cho biết họ đã gây quỹ được 540 triệu USD chỉ trong hơn một tháng kể từ khi bà Harris tuyên bố tranh cử, theo hãng tin Reuters. Theo bà Trent O'Malley Dillon, người đứng đầu đội ngũ tranh cử của bà Harris, trong 540 triệu USD, có 82 triệu USD được quyên góp trong tuần lễ diễn ra Đại hội Toàn quốc của đảng Dân Chủ tuần trước. Đây là con số lớn nhất từ trước đến nay đối với bất kỳ chiến dịch tranh cử tổng thống nào trong thời gian trên, bà Dillon cho hay. Bà Dillon cũng cho biết số tiền hơn nửa tỷ USD nói trên do chiến dịch tranh cử, Ủy ban Quốc gia Dân Chủ và các ủy ban gây quỹ chung. Một phần ba số tiền quyên góp đó đến từ những người đóng góp lần đầu. Theo hãng tin AFP, chiến dịch tranh cử của bà Harris dường như đã tiếp thêm sinh lực cho những nhà tài trợ lớn và nhỏ. Đây được coi là một sự thay đổi so với giai đoạn bất ổn sau màn tranh luận thất vọng của Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 6, khiến các nhà tài trợ lớn ngừng quyên góp. Trong khi đó, đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 thông báo có 327 triệu USD tiền mặt vào đầu tháng 8. Ông Trump dọa bỏ tranh luận với bà Harris. Cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trích ABC News và ám chỉ khả năng không tham gia cuộc tranh luận với bà Kamala Harris trên kênh này. Tôi đã xem chương trình ABC Fake News sáng nay. Cả cuộc phỏng vấn vô lý và thiên vị của phóng viên ít tiếng tăm Jonathan Cahn với thượng nghị sĩ Tom Cotton, một người rất tuyệt vời, cùng với nhóm ghét Trump của kênh này. Tôi tự hỏi làm sao mình có thể tham gia cuộc tranh luận với Kamala Harris trên kênh này được chứ? Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 25 tháng 8. Ông Trump cũng nhắc đến vụ bê bối liên quan đến phóng viên ABC News Donna Brazil, người đã gợi ý các câu hỏi tranh luận trước cho chiến dịch của bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016. Liệu Donna Brazil có làm điều tương tự cho Harris không? Ông Trump đặt câu hỏi. Cựu Tổng thống cũng đề cập đến vai trò của phóng viên George Stephanopoulos
từ ABC News trong cuộc tranh luận giữa ông và bà Harris. Trước đó, ông Trump đã kiện ABC News và Stephanopoulos sau khi phóng viên này tuyên bố trên truyền hình rằng ông Trump bị kết tội cưỡng hiếp cựu nhà báo E. Jean Caron. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn không xác nhận ông Trump phạm tội cưỡng hiếp theo luật New York, mặc dù thẩm phán nói điều đó không có nghĩa là Caron không chứng minh được rằng ông Trump đã cưỡng hiếp bà theo cách hiểu thông thường. Ông Trump từng nói rằng vụ kiện của ông với ABC News có thể ảnh hưởng đến cuộc tranh luận với bà Harris. Trong bài đăng ngày 25 tháng 8, ông nhấn mạnh rằng ABC News có rất nhiều câu hỏi cần trả lời. Ông Trump cũng chất vấn lý do bà Harris từ chối tham gia tranh luận trên các kênh như Fox, NBC, CBS và thậm chí cả CNN. Hãy chờ xem, ông viết. Trước đó, ông Trump đã đồng ý tranh luận với Tổng thống Joe Biden trên ABC News vào ngày 10 tháng 9. Tuy nhiên, sau khi ông Biden ngừng tranh cử và bà Harris trở thành ứng viên thay thế, ông Trump cân nhắc lại việc có nên tham gia tranh luận hay không. Cuối cùng, hai bên đồng ý giữ nguyên lịch trình trên ABC News. Ông Trump cũng muốn tranh luận với bà Harris trên Fox News và NBC News trong tháng 9. Nhưng chiến dịch của bà Harris cho biết họ chỉ đồng ý tranh luận trên ABC News trước khi thảo luận về cuộc tranh luận thứ hai. Ông Trump, bà Harris ráo riết chuẩn bị cho màn tranh luận đầu tiên. Cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang tích cực chuẩn bị cho cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào tháng 9. Sự kiện được đánh giá vừa là cơ hội vừa là thách thức với cả hai bên. Cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên trong năm 2024 đã dẫn tới sự thay đổi lớn trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Cuộc tranh luận đã gián tiếp khiến ứng viên bên đảng Dân Chủ, đương kim Tổng thống Joe Biden, ngừng tái tranh cử và chuyển giao ngọn đuốc cho Phó Tổng thống Kamala Harris đấu với ứng viên đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump. Dựa trên kết quả cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Biden và ông Trump, đài CNN dự đoán cuộc tranh luận tháng 9 tới giữa ông Trump và bà Harris sẽ rất khó lường. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên cựu Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Harris gặp mặt tranh luận trực tiếp. Sau nhiều lần thảo luận, gần đây ông Trump và bà Harris đã đồng ý tổ chức cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9, như đội ngũ của ông Trump và ông Biden sắp xếp trước đó. Đài ABC là cơ quan truyền thông tổ chức cuộc tranh luận này. ABC thông báo cuộc tranh luận sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ. Thử thách lớn với cả hai. Theo CNN, tình thế chính trị tại Mỹ và vận mệnh của hai đảng Cộng hòa Dân chủ đã thay đổi mạnh trong những tuần gần đây kể từ cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden vào ngày 27 tháng 6. Sau cuộc thảo luận, nhiều nhà tài trợ và thành viên đảng Dân chủ đã gây áp lực rất lớn buộc ông Biden phải rút khỏi cuộc đua tổng thống. Cuối cùng, ông Biden đã rút vào ngày 21 tháng 7 và ủng hộ bà Harris đại diện đảng Dân chủ tranh cử tổng thống. Sau khi bà Harris tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ, ông Trump có vẻ bị giảm ưu thế, trong khi tỷ lệ ủng hộ và số tiền quyên góp cho quỹ vận động tranh cử của bà Harris không ngừng tăng lên. Trong cuộc thăm dò những cử tri đã đăng ký trên toàn quốc được trường luật Marquess công bố vào tháng 8, bà Harris dẫn trước ông Trump 4%. Cuộc tranh luận sắp tới có thể là cơ hội để ông Trump thể hiện và thu hút sự ủng hộ đang nghiêng về bà Harris. Với bà Harris, cuộc tranh luận cũng được dự đoán là một thử thách không dễ. Trước đây, bà Harris có màn thể hiện tranh luận ấn tượng trong cuộc tranh cử năm 2020. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ phó tổng thống, bà Harris nhiều lần gặp khó khăn trong việc giải thích quan điểm của mình hoặc trả lời những câu hỏi khó trong các cuộc phỏng vấn quan trọng. Song kể từ khi trở thành ứng viên đại diện đảng Dân Chủ tranh cử tổng thống Mỹ, bà Harris đã ngày càng tự tin hơn. Những người ủng hộ cũng rất muốn thấy bà tận dụng các kỹ năng công tố viên trước đây của bà để đối đầu với một cựu tổng thống bị truy tố 4 lần. Tôi mừng vì cuối cùng ông ấy đã đồng ý tranh luận vào ngày 10 tháng 9. Tôi rất mong chờ điều đó và hy vọng ông ấy sẽ xuất hiện, bà Harris nói. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.